tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa Ân Tâm. Thì trong số quay ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ với một vị khách hàng xinh đẹp tiếp theo. Chị ơi, không biết là chị có thể chia sẻ với mọi người là chị tên gì nè, hiện tại là chị đang sinh sống ở đâu và mình đang làm công việc gì được không ạ? Em tên là Trinh, em ở Đà Lạt ạ. Chị Trinh ơi, mình sống ở Đà Lạt thì cách rất là xa với thành phố Hồ Chí Minh, thì không biết là cơ duyên nào mà chị lại biết đến Nha Khoa Ân Tâm vậy chị? Dạ, em tìm hiểu trên Facebook ạ. Nói chung là em tìm hiểu rất là nhiều nha khoa luôn, nhưng mà em đặt niềm tin em vô Nha Khoa Ân Tâm và em đúng là an tâm thiệt. Đúng là an tâm thiệt. Sau khi mà chị Trinh biết đến chương trình thay sứ tại Nha Khoa Ân Tâm nè, thì không biết là cảm nhận của chị Trinh về chương trình là như thế nào ạ? Dạ, em rất là bất ngờ với cái ưu đãi như này. Cũng chưa có ý định đi làm lại đâu, nhưng mà có ưu đãi này nên là em quyết định đi làm lại. Chị Trinh ơi, không biết là chị Trinh đã làm răng sứ cũ của mình được bao nhiêu lâu rồi chị? Răng sứ cũ của em làm được tầm 7-8 năm rồi. Do mình cảm thấy màu sắc và form răng cũ của mình không hợp với xu thế bây giờ, nên là mình định thay đổi để tự tin hơn. Thì sau khi mà chị thay qua răng mới nè, chị cảm nhận răng mới này như thế nào? Em cảm thấy cái răng mới em rất là ưng từ màu sắc cho đến form luôn. Và bạn em cũng khen đẹp hơn rất là nhiều với răng cũ của em. Lúc đầu em cũng đinh ninh lắm, là em sợ không biết làm lên nó có đẹp hơn không hay này kia, nhưng mà em rất là hài lòng về từ form dáng đến màu sắc răng hiện giờ của em ạ. Sau khi mà chị đã là khách hàng thực tế và tham gia chương trình thay răng sứ, thì không biết là chương trình có đúng như là sự thật mà mọi người hay nói về Nha Khoa Ân Tâm không? Mình có phải tốn chi phí không? Hay là mình làm dịch vụ thì nó có phát sinh nhiều trong quá trình làm? Cảm nhận đầu tiên của em là ở đây từ các anh chị rất là thân thiện, là vui vẻ đó bạn, nên là điều đầu tiên là em rất thích. Nha Khoa rất là chuẩn, chính xác, không có phát sinh chi phí hay là như nào hết. Nói chung là ở trang Facebook như nào là Nha Khoa sẽ như vậy. Nói chung là trải nghiệm của em rất là tốt về Nha Khoa Ân Tâm. Bước vào cửa thôi là em đã cảm thấy rất là hài lòng rồi đó. Về cách phục vụ của các anh chị ở Nha Khoa là điều đầu tiên, đó là em rất là vui vì đã chọn Nha Khoa Ân Tâm. Thứ hai nữa là về đội ngũ bác sĩ rất là ân cần với em luôn. Em chỉ cần nhích nhẹ là đã sợ em đau hay hỏi em, nói chung là rất là ân cần, chu đáo. 10 điểm cho Nha Khoa. Mình đã tham gia chương trình thay răng sứ tại Nha Khoa Ân Tâm nè, thì không biết là mình đánh giá về chương trình này như thế nào chị ha? Trước tiên là em là khách hàng đã trải nghiệm ưu đãi và em cảm thấy chương trình rất là thực tế và tiết kiệm được nhiều chi phí. Lúc trước mình đã từng làm răng sứ, nhưng mà răng của mình màu sắc cũng thơm, mình không có ưng. Biết đến ưu đãi của Nha Khoa nên là mình quyết định đi làm lại răng lần hai, và mình cảm thấy rất là hài lòng và tự tin về lòng làm đẹp này của mình. Thông qua video này của mình muốn truyền tải thông điệp đến với mọi người là hãy mạnh dạn và tự tin đăng ký tham gia chương trình cùng Nha Khoa Ân Tâm để có nụ cười tỏa sáng và tự tin như là mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Nha Khoa Ân Tâm đến tận giây phút này. Em cũng chúc cho chị Trinh khi mà mình có hàm răng mới nè, công việc của chị Trinh sẽ ngày càng thuận lợi hơn và mình sẽ tươi cười tự tin hơn trong cuộc sống nha chị. Thông qua chia sẻ thực tế từ chị Trinh, Nha Khoa Ân Tâm cũng mong rằng mọi người hãy nhanh tay đăng ký tham gia chương trình thay răng sứ mới, đổi răng sứ cũ, ưu đãi 99,9% cùng Nha Khoa Ân Tâm nhé. Vẫn còn rất là nhiều suất ưu đãi tiếp theo, mọi người ai có nhu cầu thay răng sứ thì hãy nhanh tay đăng ký.